Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời và vui vẻ và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức nóng hổi được cập nhật mỗi ngày nhé. Và bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với chuyên mục tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Các Phượng phản pháo tin đạo diễn chuyện tình yêu của Kiều Minh Tuấn và An Nguy. Thưa quý vị, tính giả thân mến, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn, nghệ sĩ Các Phượng là người đứng sau, giật dây chuyện tình của Kiều Minh Tuấn và An Nguy. Trong cuộc trò chuyện mới đây với báo chí, cặp đôi diễn viên chính của chú ơi đừng lấy mẹ con là Kiều Minh Tuấn và An Nguy khẳng định đang yêu nhau. Sau khi thông tin này được chia sẻ rộng rãi, dư luận cho rằng cặp đôi công khai tình cảm chỉ là chiêu trò để quảng bá cho bộ phim sắp ra mắt về phía các phượng cô tỏ ra khá bình thản trước sự việc này mới đây nữ nghệ sĩ đã đăng tải hình ảnh đầy trạng rỡ vui tươi của mình kèm theo đó là check in tại đà nẵng tuy nhiên ngay sau đó cô đã xóa bỏ hình ảnh này chính vì những chia sẻ của các phượng mà khán giả lại càng thêm tin vào tin đồn vừa xuất hiện trên mạng xã hội Tốn nữ nghệ sĩ là người đứng sau dàn dựng chuyện tình giữa kiều minh tuấn và an nguy vì có góp vốn sản xuất bộ phim chú ơi đừng lấy mẹ con khi được một người hâm mộ hỏi về tin đồn này các phượng nhanh chóng phủ nhận Thông tin này là sai hoàn toàn nhé các bạn. Phim này các tôi không hùng hạp gì và tôi càng không biết gì về chuyện phỏng vấn. Tôi chỉ cho ngày cho báo phỏng vấn Kiều Minh Tuấn và An Huy thôi, chấm hết. Khi được nghệ sĩ Lê Bình động viên và hỏi về vụ việc của Kiều Minh Tuấn, nữ nghệ sĩ đã né tránh trả lời và đề nghị đàn anh nên hỏi thẳng Kiều Minh Tuấn. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh Kiều Minh Tuấn và các phượng đáp chuyến bay đến Đà Nẵng. Chủ nhân của bức hình này còn tiết lộ vừa xuống sân bay, các vượng liền đi mua nước cho Kiều Minh Tuấn. Trước đó trả lời một trang báo các phượng cho biết cô cùng Kiều Minh Tuấn sẽ đi Đà Nẵng vào ngày 14 tháng 9 để nghỉ ngơi và giải tỏa stress. Tuy nhiên một người thân thiết với cặp đôi cho biết họ đi theo lịch diễn đã nhận từ trước. Kiều Minh Tuấn và An Nguy công khai yêu nhau chỉ là chiêu bia cho phim. Ô màu tình cảm xảy ra vào đúng thời điểm cả hai chuẩn bị ra mắt bộ phim mới. Bởi thế nhiều cư dân mạng một bực khẳng định Kiều Minh Tuấn và An Nguy chỉ là đang bia cho bộ phim. Những giờ qua, thông tin chấn động làng giải trí khi cặp đôi Kỳ Minh Tuấn và An Nguy thừa nhận yêu nhau trong một bài trả lời phỏng vấn. Theo đó, An Nguy cho biết có những thời điểm cô thấy rất có lỗi với chuyện tình cảm này và đó cũng là lý do tại sao. Sau khi kết thúc phim, An Nguy quay trở lại Mỹ và cắt đứt liên lạc với Kỳ Minh Tuấn. An Nguy cũng cho biết đến tận thời điểm này cô vẫn chưa gỡ bỏ được những khúc mắc trong lòng, mặc dù biết sai trái nhưng vẫn không thể nào trói những cảm xúc tình cảm của mình được. Nữ diễn viên nói và bật khóc. Trong khi đó Kiều Minh Tuấn lại cho biết anh mới là người có lỗi. Theo Kiều Minh Tuấn, lỗi của anh là đưa bạn diễn vào một thế giới mà chính anh xây dựng và bạn diễn không thể nào thoát ra được. Trong vòng một tháng qua, nghi vấn Kiều Minh Tuấn hẹn hò an nguy thu hút khá nhiều sự chú ý từ dư luận. Sau một thời gian dài im lặng, đây được coi là lần chính thức lên tiếng đầu tiên của hai người trong cuộc. Ngay lúc này đây, cộng đồng mạng đang nổ ra một cuộc tranh cãi. Bên cạnh số ít bên vực và gia đằng, tình cảm không có lỗi, hầu hết người hâm mộ đều đặt nghi vấn ồn màu trên là chiêu trò bia bởi dự án phim chung của Kiều Minh Tuấn và An Huy sắp ra mắt. Trên các diễn đàn, rất nhiều bình luận đều nói về vấn đề này, cũng như chỉ trích hai người trong cuộc. Thậm chí có ít người còn vào hẳn Facebook cá nhân của Kiều Minh Tuấn và để lại những lời lẽ vô cùng gay gắt. Liệu ồn màu giữa Kiều Minh Tuấn và An Huy có phải là chiêu trò bia nhiều dân mạng đồn đoán lời tiên tri đáng sợ về mối tình các phượng Kiều Minh Tuấn. Còn nhớ cách đây vài năm khi chuyện tình các phượng Kiều Minh Tuấn còn trong bóng tối, chị đã dành cho tôi những chia sẻ gan ruột về người đàn ông kém mình 18 tuổi và mối tình đẹp hơn thơ của họ. Thời điểm ấy, chị đề nghị tôi đừng vội chia sẻ chuyện tình của họ lên mặt báo. Một phần vì Kiều Minh Tuấn khi ấy còn là chàng diễn viên chưa có tên tuổi. Anh sợ người ta nghĩ mình tạo scandal để nổi tiếng, sợ người ta đồn anh bám váy các phượng để làm nghề nhưng một phần không nhỏ cũng là vì lời tiên tri khủng khiếp mà rất nhiều thầy bói thầy tướng khi xem lá số tử vi cho các phượng đã tiên đoán từ nhiều năm trước. Hồi yêu Thái Hòa, các phượng muốn tung hê cho cả thế giới biết mình đang yêu và được yêu. Khi yêu Kiều Minh Tuấn, chị vô cùng hạnh phúc, nhưng chị muốn giữ riêng cho mình. Anh em nghệ sĩ ai biết thì biết, ai không biết thì thôi. Chị không giấu nhưng cũng không công khai với báo chí và khán giả. Chị bảo, tôi không phải là người mê tín nhưng có một chuyện tôi không muốn tin cũng không được rất nhiều thầy bói nói rằng tôi sẽ không thể có được một mái ấm gia đình tròn trị như người khác nghĩa là yêu nhau cưới nhau và sống hạnh phúc trọn đời tôi vẫn có người yêu tôi hạnh phúc với tình yêu đó nhưng chỉ cần làm đám cưới là sẽ đổ vỡ vì làm đám cưới có nghĩa là lên đèn báo với ông bà với bạn bè người thân làm vậy chắc chắn sẽ đổ vỡ tình yêu sớm muộn cũng sẽ bay đi không chỉ các phượng, mà chính tôi cũng không muốn tin lời tiên đoán ấy là đúng, nhưng cuộc đời khéo treo ngươi. Các phượng và Thái Hòa có con được 10 tháng mới làm đám cưới, hai người rất yêu nhau vậy mà chỉ cưới được vài tháng thì ly dị. Nguyên nhân chia tay theo lời chị kể vô cùng lãng xẹt. Người đàn ông đến sau Thái Hòa cũng thế, các phượng rất thương người đó và họ cũng tính đến chuyện trăm năm. Hai người đã đi chụp ảnh cưới, chuẩn bị cho một cuộc sống gia đình bình dị như bao nhiêu gia đình khác thì lại chia tay, có lúc các phượng đã tiếc, giá như mình không chụp ảnh cưới, giá như cứ lặng lẽ yêu nhau, lặng lẽ sống với nhau, mọi chuyện đã không như thế. Cho nên khi yêu Kiều Minh Tuấn, các phượng từng xác định sẽ không làm đám cưới, thậm chí chị cũng không muốn công khai cho cả thế giới biết về chuyện tình này. Khi Kiều Minh Tuấn nổi tiếng, anh muốn cho người phụ nữ của mình một danh phận. Anh muốn cho cả thế gian biết mình yêu các phượng và hai người đang hạnh phúc đúng như lời hứa năm nào giờ thì hạnh phúc của họ tưởng đã đầy đặn yên ấm đang trở nên mong manh vì quá nhiều sóng gió đã chục ngày rồi trên facebook của các phượng không thấy một hình ảnh hạnh phúc nào của chị và kiều minh tuấn và rồi sau thời gian được cả thế giới ngưỡng mộ về chuyện tình đẹp như cổ tích giờ đây mối lương duyên của họ đang gặp dông bão người ta đồn an nguy là người thứ ba xen vào chuyện tình các phượng và kiều minh tuấn cộng đồng mạng thậm chí đã đưa ra những chứng cứ cho chuyện này trong khi cả thế giới như đang lên đồng, thì người trong cuộc chọn cách im lặng. Kiều Minh Tuấn dường như biến mất khỏi Facebook của các phượng cả chục ngày liền. Cho tới ngày hôm qua, khi nghe các phượng than phiền mệt và muốn đi đâu đó nghỉ ngơi, Kiều Minh Tuấn mới xuất hiện. Anh đưa ra một gợi ý cho chị là Đà Lạt. Rất nhiều người đã hy vọng đây là lời mời tế nhị của chàng diễn viên MG18. Bởi điều đó ít nhiều chứng tỏ họ vẫn bình thường, Tôi và rất nhiều khán giả, những người ái mộ cuộc tình của họ, thà chấp nhận những tin đồn vượt qua là một chiêu trò PR phim hơn là nhìn thấy chuyện tình của họ tan vỡ. Bởi tôi tin Kiều Minh Tuấn đã yêu, từng yêu các phượng, yêu mẹ con các phượng bằng cả sự chân thành và rộng lượng của một người đàn ông chân chính. Và tôi mong tình yêu của anh đủ lớn để vượt qua mọi cám dỗ ngoài kia khi danh vọng và hào quang soi chiếu vào. Cần cảnh căn nhà 4 tỷ của đôi đũa lịch, các phượng Kiều Minh Tuấn, hơn 20 năm sự nghiệp, các phượng đã phải vượt qua bao khó khăn thăng trầm để trở thành một trong những nghệ sĩ vững vàng trên sân khấu điện ảnh. bên cạnh sự nghiệp, tên tuổi của các phượng còn gắn liền với những mối tình tiêu tốn không ít giấy mực của báo chí. chính các phượng đã thừa nhận rằng cô không có số được làm dâu. cô cho rằng hệ tổ chức đám cưới mặc áo dài cúng bái tổ tiên thì cuộc hôn nhân ấy rồi sẽ đứt gánh giữa đường. sau cuộc hôn nhân với thái hòa, các phượng đang rất hạnh phúc với kiều minh tuấn, chàng trai kém cô 18 tuổi. sự đồng cảm về cảm xúc đã kéo Kiều Minh Tuấn đến gần với các Phượng. Sau 9 năm bên nhau, họ đã quyết định đặt bút ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn. Cùng với nhiều năm lao động nghề nghiệp chăm chỉ, cả hai đã sắm được một căn chung cư cao cấp tại Sài Gòn, được biết trị giá ngôi nhà này khoảng 4 tỷ đồng. Căn nhà này nằm trên tầng 21 của một căn hộ cao cấp. Căn hộ này có hai phòng đơn, một phòng khách, một phòng bếp. Và khu chung cư này khá gần với chung cư của danh hài Trường Giang. Tại phòng khách, những giải thưởng của các Phượng và Kiều Minh Tuấn đều được trình bày. Tất cả giải thưởng đều được các Phượng và Kiều Minh Tuấn, à, bài bố rất là trang trọng. Sau chín năm bên nhau, các Phượng từng đề nghị chia tay với tình trẻ, cũng như không muốn cưới vì suy nghĩ trên lệch tuổi tác. Cô cho rằng càng yêu thì càng đau và sẽ là ích kỷ và bất công cho Kiều Minh Tuấn à, khi để anh phải sống như người phụ nữ hơn mình nhiều tuổi. Tuy nhiên Kiều Minh Tuấn không đồng ý, anh muốn ở bên người phụ nữ mình yêu. Phong cách của cặp đôi các Phượng Kiều Minh Tuấn khá rộng rãi, những lúc rảnh hai vợ chồng các Phượng thường mời bạn bè đến nhà chơi. Phòng bếp đó là nơi cả Kiều Minh Tuấn và các phượng rất là yêu thích, bởi vì sau một ngày làm việc mệt mỏi, họ lại được về nhà gặp nhau quây quần trong bữa tối. Trong suốt 9 năm cùng nếm trải những đắng cây ngọt bùi, giờ đây các phượng hoàn toàn yên tâm vào hạnh phúc mà mình đang có. Họ thường xuyên dành cho nhau những lời lẽ có cánh. À, Kiều Minh Tuấn không chỉ hết mực quan tâm chăm sóc các phượng mà còn rất yêu chiều bé Bom, đây là con riêng của cô. Khu ban công căn hộ nơi này được các phượng và Kiều Minh Tuấn rất là yêu thích mỗi khi cần thư giãn cây xanh tràn ngập ban công là nơi hai vợ chồng cô cát thường ra ngắm. Theo lời các phượng Kiều Minh Tuấn và cô Bom, à, con trai của chị rất thương nhau. Chị nói Tuấn thương và dạy Bom nhiều, Tuấn muốn bù đắp cho Bom. Có Kiều Minh Tuấn là may mắn của mẹ con tôi. Bom đi chơi với Thái Hòa mà cứ kêu nhầm là chú Tuấn, chú Tuấn. Hỏi các phượng trải qua bao nhiêu trúc trắc trong chuyện tình cảm, chị có kỳ vọng vào mối tình này không? Chị nói không dám chờ đợi quá nhiều, chị sợ đời mình sẽ lại một lần nữa trông chênh. Nói thì nói thế nhưng các Phượng vẫn muốn được gắn bó trọn đời với người mình yêu, được sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc như biết bao nhiêu những người phụ nữ khác. Hiện tại các Phượng không tính đến chuyện đám cưới, bởi lẽ là có người nói với chị hệ đám cưới là chia tay, yêu hơn 9 năm rồi giờ cả hai đều đang mong chờ một đứa con chung. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.